Nhà thấu cảm. Phần 2. Sự khác biệt thú vị giữa việc trở thành một empath, nhà thấu cảm và một starseed. Tất cả chúng ta đều là sao, nhưng một số sẽ là starseed. Một số người sẽ không bao giờ cảm thấy như họ thực sự đến từ đây. Họ cảm thấy khác biệt, không thoải mái, không phải là một phần của tập thể. Luôn có mong muốn về nhà, nhưng họ không biết nhà của mình thực sự ở đâu. Hầu hết các starseed sẽ là empath, nhà thấu cảm. Chúng ta đã đề cập tới starseed, nhà thấu cảm hay lightworker trong các video trước. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy sự giao thoa với các khái niệm khác như lightworker, indigos, nhà ngoại cảm và các mức độ thăng thiên. Vì tất cả những điều này diễn ra cùng một lúc và chúng có thể gây khó chịu vì không phải tất cả các đặc điểm đều hướng đến một mục đích giống nhau. Đặc điểm nổi bật của nhà thấu cảm, empath. 1. Cảm nhận những cảm xúc của người khác như thể chúng là của riêng bạn. 2. Choáng ngợp ở những nơi công cộng. 3. Xem bạo lực tàn ác hoặc bi kịch trên TV là không thể chịu được. 4. Bạn biết khi ai đó không trung thực. 5. Rối loạn tiêu hóa và các vấn đề về lưng dưới. 6. Những người khác sẽ muốn chút bỏ những vấn đề của họ lên bạn, ngay cả những người lạ. 7. Mệt mỏi liên tục. 8. Cuốn hút bởi sự chữa bệnh, các liệu pháp chữa trị và tất cả những thứ siêu hình. 9. Sáng tạo. 10. Có tình yêu với thiên nhiên và động vật. 11. Cần sự cô độc. 12. Dễ chán hoặc mất tập trung nếu không được kích thích. 13. Nhận thấy rằng không thể làm những điều họ không thích. 14. Phấn đấu cho sự thật. 15. Luôn tìm kiếm câu trả lời và kiến thức. 16. Thích phiêu lưu tự do và du lịch. 17. Yêu mơ mộng. 18. Dễ dàng tăng cân mà không cần ăn quá nhiều. 19. Là người lắng nghe xuất sắc. 20. Không thỏa hiệp với lòng tự ái. 21. Khả năng cảm nhận các ngày trong tuần. 22. Cảm nhận năng lượng của thức ăn. 23. Có thể tỏ ra ủ rũ, nhút nhát, xa cách, mất kết nối. Để phân biệt các đặc điểm của empath với các đặc điểm của starseed một cách rạch ròi là điều không thể. Không phải tất cả các empath đều là starseed và không phải tất cả starseed đều sẽ là empath. Sau đây là danh sách các đặc điểm của starseed. Từ nhỏ, bạn đã có một trí tuệ vốn có mà sau này phải lớn lên người khác mới có. Bạn đã được cho biết rằng mình là một linh hồn già và bạn chấp nhận điều đó. Dù ở đâu, bạn vẫn luôn có cảm giác nhớ nhà. Bạn biết cảm giác của quê hương mình là như thế nào, ngay cả khi bạn không thể diễn tả nó. Điều này thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm trong một số trường hợp. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, bạn đã luôn cảm thấy khác biệt. Như thể bạn là duy nhất và những người khác không thể hiểu bạn. Bạn cảm thấy bị chia cắt khỏi thế giới. Như thể đó là một trận chiến liên tục giữa họ và bạn. Bạn thường cảm thấy mình vượt trội về mặt đạo đức so với những người khác, bất kể trình độ học vấn hay tầm vóc xã hội. Cảm giác đồng cảm của bạn tràn ngập. Bạn cảm thấy khác biệt với những người xung quanh. Tuy nhiên, bạn có khuynh hướng tự nhiên liên quan đến cuộc đấu tranh của họ. Cơ thể vật lý của bạn là một bí ẩn đối với các bác sĩ. Nó hoạt động khác với những người khác, và thế giới y tế phải vật lộn để hiểu nó. Điều này có thể biểu hiện bằng những cách nhỏ như nhiệt độ cơ thể của bạn thấp hơn mức trung bình hoặc không có khả năng chịu nhiệt. Bạn cực kỳ thông minh, nhưng lại dễ chán nản với những học thuật truyền thống. Bạn đã có một số trải nghiệm huyền bí hoặc tâm linh. Bạn cảm thấy như thể bạn có một mục đích hoặc sứ mệnh để hoàn thành, nhưng lại phải vật lộn để tìm ra những gì bạn muốn làm với cuộc đời mình. Bạn thiếu đam mê hoặc thiếu mưu trí để thực sự cống hiến hết mình cho một lĩnh vực và hiểu được sự tầm thường của cuộc sống. Những hạn chế về thể chất của cơ thể thường khiến bạn thất vọng. Bạn cảm thấy như thể bạn có thể làm được nhiều hơn, nhưng lại cảm thấy khó chịu vì những hạn chế của bạn. Điều này là do starseed nhớ được nhiều tự do hơn ở dạng vật chất của chúng. Những giấc mơ của bạn rất sống động và đặc biệt, và cuộc sống khi thức dậy dường như không bao giờ có thể sánh được. Thông thường, những giấc mơ của bạn sẽ có vẻ khác thế gian, như thể tâm trí bạn đã tạo ra một vũ trụ hoàn toàn riêng biệt.
những người khác thường cảnh giác với bạn hoặc cảm thấy không thoải mái khi có mặt bạn. Mọi người theo bản năng của họ biết rằng bạn khác biệt. Bạn thậm chí có thể cảm thấy bị cô lập ngay trong chính gia đình của mình. Bạn có rất ít bạn bè. Động vật tin tưởng bạn và tự nhiên bị thu hút bởi bạn. Bạn hiểu chúng đến mức cảm thấy như thể bạn có thể giao tiếp với chúng. Bạn có thể cảm nhận được mọi người là ai mà họ không bao giờ nói một lời. Bạn nhìn thấy bề ngoài và bản năng biết khi nào họ đang nói dối. Bạn có thể tỏ ra thô lỗ trong các cuộc trò chuyện vì bạn biết người kia sẽ nói gì trước khi họ bắt đầu. Mọi người nghĩ rằng bạn không quan tâm trong khi thực tế là bạn đang thất vọng vì nhịp độ của cuộc trò chuyện. Bạn quan tâm đến tâm linh và có thể nhìn thấy điều thiêng liêng ngoài sách vở và tôn giáo. Bạn có thể không thể diễn đạt thành lời, nhưng bạn hiểu sâu sắc rằng tâm linh luôn là một phần nội tại của bạn. Bạn bị cuốn hút vào siêu hình học và khoa học đằng sau những thế giới khác. Từ khi còn nhỏ, bạn đã đặt câu hỏi về cách thức của xã hội này đang hoạt động. Bạn có khả năng tự nhiên để làm cho người khác cảm thấy tốt hơn thông qua thuốc trị liệu hay lời nói của bạn. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về bạn thường là xa cách hoặc lạnh lùng. Tuy nhiên, khi họ biết bạn, họ coi bạn là một trong những người yêu thương nhất mà họ biết. Bạn tránh những đám đông và khó tiếp xúc với mọi người với cường độ lớn, ngay cả bạn bè thân. Đối với bạn, mọi người đang áp đảo, và cảm xúc và hành động của họ dường như hỗn loạn. Bạn có khả năng phát triển cảm xúc hoặc tâm hồn nhanh hơn nhiều so với những người xung quanh. Ý thức về đạo đức giúp bạn có cơ sở, ngay cả khi bộc lộ những cảm xúc mà người khác khó xử lý. Như bạn có thể thấy, có sự khác biệt rõ ràng, nhưng một trong những đặc điểm được liệt kê của Starseed, những linh hồn ngoài trái đất, thực sự là một empath, nhà thấu cảm. Cách tự bảo vệ trước nguồn năng lượng tiêu cực. Năng lượng của người khác có ảnh hưởng đến chúng ta. Đôi khi chúng ta có lẽ đang tự hỏi, làm thế nào để có thể sống tích cực trong thế giới hỗn loạn này khi ở bên cạnh toàn những người tiêu cực? Ngoài ra, chúng ta sẽ nhận thấy rằng bản thân khá nhạy cảm với năng lượng của người khác. Chúng ta có thể bước vào một căn phòng và cảm nhận những gì đang xảy ra ở đó. Hơn nữa, khi gặp ai đó, chúng ta sẽ biết ngay người đó đã nói về điều gì. Mặc dù đây là món quà của chúng ta, nhưng nó cũng có những thách thức. Luôn nhạy cảm với năng lượng của người khác sẽ là bài học cả đời trong việc chăm sóc bản thân, những người xung quanh, dù bất kỳ ai và trong bất kỳ môi trường nào khác nhau. Những người thành công trong việc không bao giờ nản lòng sẽ luôn khiến chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta tiếp nhận mọi thứ theo cách khá cá nhân và nhận lấy năng lượng của người khác giống như đó là của chính mình. Những người như vậy là những người chưa có kinh nghiệm. Trở thành một nhà thấu cảm có nghĩa rằng bạn sẽ có khả năng cảm nhận được cảm xúc và năng lượng của người khác. Mỗi người trên thế giới đều có một số mức độ đồng cảm khác biệt. Nếu chúng ta phải vật lộn với một số điều này thì chúng ta có thể là những kẻ thất bại. Chúng ta sẽ không bao giờ trải qua những điều như vậy nếu chúng ta có đủ cố gắng để kiểm soát độ nhạy cảm với năng lượng của người khác. Trở thành một empath có nghĩa rằng bạn có một món quà rất đáng chú ý. Nhà thấu cảm sở hữu trí thông minh về cảm xúc. Họ cũng có nhận thức trực quan hướng họ đến những thay đổi đáng kinh ngạc. Họ có thể chữa lành cho bản thân và những người khác. Để luôn lạc quan khi ở bên người khác, các nhà thấu cảm nên làm những điều sau. 1. Làm sạch hào quang của mình hàng ngày. Hào quang của họ tương tác với năng lượng của những người khác. Hào quang của một empath sẽ xốp hơn và dễ hấp thụ hơn so với hào quang của hầu hết mọi người. Do đó, chúng thu nhận năng lượng giống như một miếng bọt biển. Việc hấp thụ năng lượng mọi lúc và không làm sạch chúng khỏi hào quang sẽ đè nặng chúng xuống. Họ nên có những lựa chọn có ý thức về việc mang lại chút ánh sáng cho hào quang của họ hàng ngày, để đơn giản là rửa sạch mọi thứ không thuộc về mình và làm cho hào quang của họ sáng và bóng hơn. Mang một số ánh sáng đến các luân xa của họ cũng có thể giúp tự chữa bệnh. 2. Giữ cơ thể luôn khỏe mạnh. Bão không thể thổi bay những cây đã bám rễ vững chắc trong lòng đất. Tương tự như vậy, những người có cơ thể vững chắc có thể vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh mà không bị những cảm xúc của người khác khơi dậy cảm xúc của họ. Khi năng lượng của chúng được tiếp đất vững chắc hơn, chúng cũng sẽ dễ dàng duy trì sự an toàn và khỏe mạnh hơn. 3. Điều chỉnh giọng nói bên trong mình thay vì giọng nói bên trong của người khác.
Trên thực tế, một nhà thấu cảm sẽ muốn làm hài lòng mọi người, mọi lúc, để duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ của mình. Họ cho quá nhiều hoặc đưa ra những lựa chọn dựa trên hạnh phúc của người khác thay vì của mình. Cùng với thời gian, họ sẽ cảm thấy khó khăn khi biết mình thực sự muốn gì, khi họ đưa ra lựa chọn cho người khác. Một giải pháp tốt nhất là tập trung vào những gì họ muốn, ngay trước khi họ nghĩ về cách nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh họ. 4. Trao đổi trực tiếp. Cuối cùng, khi họ biết mình thực sự muốn gì hoặc điều gì tốt nhất cho mình, họ có thể trao đổi trực tiếp và rõ ràng với người khác. Khi mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện và trung thực, không chỉ họ mà còn cho tất cả những người có liên quan sẽ thấu hiểu hơn. Những người khác sẽ đánh giá cao sự trong sáng của empath, và một empath sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều khi biết anh ta hoặc cô ta sống thật với chính mình. 5. Nâng tần số rung động của họ với tình yêu. Trên thực tế, tình yêu đại diện cho năng lượng mạnh mẽ và vĩ đại nhất trong vũ trụ của chúng ta. Khi những người xung quanh chúng ta tiêu cực và sợ hãi, chúng ta có thể bị suy nhược. Tuy nhiên, nếu chúng ta nâng cao năng lượng của mình lên các tần số tình yêu, nó có thể kéo theo những người khác xung quanh chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.